Ngày 8 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ Hoàng Đình Nam, 35 tuổi, ở huyện Ek, tỉnh Đắk Lắk và Hoàng Văn Vũ, 24 tuổi, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ súng quân dụng. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận đầu năm 2023, do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định chế tạo các loại súng quân dụng, sau đó rao bán trên các trang mạng xã hội. Nam còn khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay, Nam đã chế tạo và mua bán được 13 khẩu súng các loại, trong đó có 9 khẩu súng quân dụng, gồm 2 súng AK, 1 K54, 6 khẩu súng dạng rulo ổ quay và gần 820 viên đạn các loại. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử một tổ công tác ra thành phố Hải Phòng và bắt giữ đối tượng Vũ. Bước đầu, Vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lên mạng xã hội tìm mua 2 khẩu súng của Nam để về bán lại kiếm lời. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 9 khẩu súng, hơn 820 viên đạn các loại, 50 triệu đồng. Riêng tại nhà Nam còn thu giữ nhiều dụng cụ cơ khí, máy tiện dùng để chế tạo súng.